Xin chào các chị các bạn xem kênh của Hiền Tota. Mình đợt này về nhiều xe quá trời quá đất luôn. Đấy. Có một em này vừa mới về. Em quay cho các chị bạn cùng xem đây. Đấy. Đây. Một em Fortuner máy dầu số sàn đời 2017. Và bên mình đang chào bán chiếc xe này với giá là 795 triệu các bạn nhé. 795 triệu cho một chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2017, sẽ nhập Indo nguyên chiếc. Và chiếc xe này chạy được 100.000 km. Đấy, mời các chị bạn xem chiếc xe này. Đấy, xe màu trắng rất là đẹp. Đấy. Đấy. Xe này thì biển thành phố Hồ Chí Minh. Các chị các bạn nào mà ở Sài Gòn thì không mất 20 triệu tiền biển nhé. Biển 43662 các chị bạn. Đấy. Chị các bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp mình nhé, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình với ạ. Rất là đẹp. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho các chị các bạn cùng xem nhé. Ok, xe này thì đây, máy dầu số sàn thì cái này là khách hàng dán vào nhé các chị bạn nhé. Đấy, dán vào cái này chứ máy dầu nó chỉ có sơn chứ này. Đấy, cái này là ốp vào thôi. Đấy. Đây, đó, đèn đóm này, sáng choang này. Nói chung là xe này thì 27 đến giờ thì nói chung là cản trước cản sau thì có sơn dặm rồi. Đấy, sơn zin cái này còn tầm độ khoảng 90% các bạn nhé. Nhưng mà nói chung là khung xương thì ok, bên mình vẫn bao cái vấn đề đó. Đấy, có quẹt cản trước cản sau thì sơn dặm các thứ thôi, chứ còn lại sơn zin với lại khung xương là vô tư, không vấn đề gì. Đấy, bên mình vẫn cứ bao tất cả các vấn đề, không đâm đụng, không ngập nước và máy móc nguyên zin, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Xe thì có dán phim cách nhiệt này, rồi che mưa này, chén cửa này, đấy, những cái ốp lườn này, đấy. Và xe này có lên một cái màn hình Android to đùng này các bạn này, đấy, màn hình Android này, đấy. Đấy, ghế da màu nâu. Xe này nguyên bản thì là ghế nỉ các bạn nhé, đấy, khách hàng cũ đã lên ghế da màu nâu rồi. Rồi lót sàn, rồi trần dán ni lông đầy đủ hết tất cả. Nói chung là anh chị các bạn về chỉ cần chạy thôi, đổ xăng vào chạy, đổ dầu vào chạy thôi. Đấy. Không phải làm bất cứ một cái gì, không phải gắn thêm bất cứ một cái gì hết. Đấy. Keo chỉ các thứ thì vẫn còn nguyên bản anh chị bạn nhé. Đấy. Xe này thì vay ngân hàng còn được 5 năm các chị bạn nhé. 70% xe có 5 năm. Cái này thì bây giờ trong cái thời gian mà xăng dầu nó mắc như thế này thì chạy máy dầu là ok rồi. Anh chị các bạn có thể mua chiếc xe này về chạy dịch vụ hay là chở gia đình. Hoặc là những anh chị nào mà đi những cái cung đường xa, cung đường địa hình. Đấy, mua một chiếc xe máy dầu bây giờ là tuyệt vời rồi. Còn xăng bây giờ nó mắc quá các chị bạn. Tùy từng gia đình thôi. Đấy, khách hàng đó đây. Cái bệ cốp sau này rất là đẹp này. Đấy, đằng sau này, hàng ghế đằng sau là treo lên rồi các bạn này. Đấy, xem gầm bệ coi. Hơi tối tí các bạn thông cảm nhé. Đấy, vẫn còn rất là ok các bạn nhé. Xe bên mình về cũng chưa dọn đâu. Bên mình cũng không có dọn rửa gì nhiều đâu. Bên mình chỉ về chỉ có cho nó sạch sẽ đi thôi, chứ không có dùng hóa chất, hóa chất gì để mà dọn xe đâu. Nhiều khi có những cái xe mà bên ngoài những cái salon khác các chị các bạn nhìn á, xe nó cũ rồi mà bây giờ người ta tẩy như là mới. Thực ra nó rất là đẹp nhưng mà rất là hại xe các chị bạn nhé. Đấy, bên mình là không có dọn xe theo kiểu đó. Bên mình chỉ có làm sao nó rửa nước các thứ, làm sao cho nó sạch sẽ cái xe thôi. Không có làm mới kiểu kia. Cái gì nó có hai mặt các chị bạn ạ. Đấy. Đảm bảo các chị bạn nhé. Một chiếc xe màu trắng. Đấy. Fortuner màu trắng, máy dầu số sàn đời 2017, xe nhập Indo, biển số thành phố. Đấy. Bên mình chào giá bán là 795 triệu nhé. 795 triệu cho chị xe này. Anh chị các bạn nào có thể là ở gần 806 quốc lộ 13 thì đến đây nhé. Xe này đang nằm ở 806 quốc lộ 13. Hoặc là các chị các bạn điện thoại vào những cái số điện thoại trên màn hình của mình nhé. Mình sẽ tư vấn hết những cái vấn đề về chiếc xe này. Ok, mình mở cái khoang máy các bạn cùng xem này. Đấy, mời các chị xem khoang máy này. Đấy, khung xương này vẫn còn nguyên nhé, bên mình bao. Đấy, tất cả các vấn đề xe này đảm bảo không đâm đụng, không ngập nước.
máy móc nguyên zin. Đây, cabo các biết các thứ này, keo chỉ còn nguyên này, lỗ tròn lỗ vuông này vẫn còn nét căng này. Đấy, đảm bảo cái gì bạn nhé, không vấn đề gì đâu. Cần thiết thì kỹ nữa, thì thích thì đem vào trong hãng test vô tư, không vấn đề gì cả. Ok, một chiếc xe máy dầu số sàn đời 2017 nhập Indo, biển số thành phố, màu trắng rất là đẹp. Bên mình chào giá bán là 795 triệu nhé. Chị các bạn nếu mà ưng ý chiếc xe này thì hãy liên hệ với mình 806 quốc lộ 13 hoặc là điện thoại và những cái số điện thoại trên màn hình nhé. Các chị các bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Dạ, xin cảm ơn các chị các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Dạ, xin chào ạ.